Ngay từ sáng sớm, các cán bộ làm thủ tục tại cảng Tiên Sa thuộc lực lượng biên phòng cảng Đà Nẵng đã có mặt trên tàu Dream để làm thủ tục nhập cảnh cho hơn 2.800 du khách xuống tàu tham quan du lịch Đà Nẵng. Vì thời gian tham quan của du khách không nhiều, nên các cán bộ biên phòng không để du khách đợi lâu. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tất cả các thủ tục được giải quyết nhanh gọn. Tôi thấy bộ phận làm thủ tục ở đây rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, đặc biệt là việc kiểm soát lên xuống tàu rất nhanh gọn, thuận tiện. Hiếm có thành phố nào xử lý nhanh như vậy. Hơn nữa, các cán bộ ở đây rất nhiệt tình trong việc tư vấn cho du khách các địa điểm du lịch. Với lợi thế cảng biển nằm gần các khu di tích, di sản, nên thành phố Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để đón các chuyến tàu du lịch quốc tế. Hiện nay, hầu hết các hãng tàu du lịch đã đến cảng Đà Nẵng như Star Cruise, Costa Cruise, Dream Cruise, Holland America, Azamara, Oceania, Seabourn. Các địa điểm để du khách lựa chọn tham quan trong ngày như Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, danh thắng Ngũ Hành Sơn, làng đá Mỹ Nghệ Non Nước, làng cổ Phong Nam và các hoạt động vui chơi, giải trí thể thao, mua sắm. Đối với những tàu có thời gian lưu trú lâu hơn thì du khách có thể tham quan các di sản văn hóa thế giới Huế, Mỹ Sơn, Hội An. Tháng 7 năm ngoái, công ty cổ phần cảng Đà Nẵng khánh thành và đưa vào sử dụng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 với hai cầu cảng số 6 và số 8 tạo thuận lợi cho tàu du lịch cập cảng. Đây là cơ hội để Đà Nẵng đón nhiều tàu du lịch lớn và góp phần vào điểm cảng du lịch chính trong lộ trình tàu biển khu vực châu Á. Nếu như nói về du lịch tàu biển thì Đà Nẵng cực kỳ tiềm năng. Vấn đề là làm sao mà chúng ta phối hợp với các hãng tàu, chúng ta tăng được cái tần suất hãng tàu đến Đà Nẵng, nó tăng được cái thời gian lưu trú ở Đà Nẵng lên, chúng ta tăng được cái số lượng khách lên bờ. Thế mà cũng có nhiều tàu đến 3.000 khách nhưng chỉ bờ đi lên bờ một nửa thôi. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho lãnh đạo thành phố về phát triển cái cơ sở hạ tầng, trong đó tách biệt giữa hàng hóa và hành khách. Thứ hai là tập trung phát triển các cái dịch vụ logistics trong và ngoài cảng, các cái dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm để đáp ứng cái nhu cầu mua sắm cũng như vui chơi giải trí của khách du lịch tàu biển. Cùng với việc tập trung nâng cấp hạ tầng du lịch tàu biển, thành phố Đà Nẵng còn đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch đối với thị trường tàu biển thế giới thông qua các hãng tàu, các hội chợ, hội nghị chuyên đề, kết nối với các hãng tàu nhằm khai thác nguồn khách trên toàn thế giới, hỗ trợ để các hãng tàu thuận lợi trong việc làm thủ tục cập cảng, khảo sát thị trường nhằm đưa ra những sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của từng thị trường khách và phù hợp với chương trình tour dành cho khách du lịch tàu biển.